Đây, trường sẽ cho cá ăn vào mùa xuân. Còn câu gì không mới rồi? Một cái gia đình vậy ha. Cá gốc rồi. Đây là cái quay ha. Quay đã sập kênh luôn con. Đây đẹp quá, nó cầm vàng. Đây trời ơi, mất mạng. Đâu? Cho mình. Này xuống anh trưởng với mau xuống nhà anh chị nhậu quá quá đây rất là đẹp. Ở đây một khoảng không trong nhà đây nhà trường tiệm quán cáo cho nên ở đây có mấy anh nhà mình lên chơi xem. Cá này ừ ha. Kim long út. Cái đẹp ở đây là kim long út nha các bạn. Con này là 60 mấy triệu rồi. 60 mấy triệu được xem thẩm mèo xuống con. Đây, mày đừng có cho chạy té sao? Tiên cá đang nằm ngủ. Tác phẩm nghệ thuật. Đây. Đi qua để nhảy xuống đi. Đây có một con quyết long. Quyết long này là 2 triệu, lúc mới mua 1 cm. Giờ nó chắc giờ nó cũng cỡ khoảng 3 tấc rồi. Ba tắc 1 cm 2 triệu á. Ba tắc cũng phải cỡ 60 triệu. Lượt xem nữa vậy. 60 triệu lượt xem. Cái gì nuôi gì? Mèo hả? Trời trời. Trời ơi, mèo chút xíu vậy. Rồi con. Mèo mèo. Ê, nó la rồi, nó sung. Nó sung ghê. Trời. Ê, cho mày ơi. Trời. Đây, coi bà chị làm món gì các bạn. Cua xào dưa leo. Này này lạch đó trái. Đây là món cua xào dưa leo do chị Nhi anh Trường làm. Chua biển. Lẩu chua lạch các bạn ơi. Đây là miền Cà Mau cho nên là lạch rất là nhiều. Là thiếu khoáng. Đây lịch biển Cà Mau. Lịch vui. Đi vô đây, vô đây đừng có đủ hết rồi. Đây có hồ cá chắc nhóc tối nay nó uống đây hoài luôn á. Lòng vòng 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 cũng mệt quá ha. Bây giờ thấy tối gì ta? Tại vì cái độ có... Ấy trời vô cái chưa ra cơ. Vậy dữ. Trước đi lịch đi in gu ha. Sò dập gân. Dập gân để vô mã hình luôn. Đây vô. 1 2 3 vô nhẹ nhẹ. Sộp quá. Chúc sức khỏe. Rất hân hạnh được gặp anh ta Tăng Ngã Đâm. Đây đây anh Quỳnh Kiệt. Ngã Đâm xúc chân. Anh Quỳnh Kiệt vô bạn ơi. Anh Quỳnh Kiệt có kênh Quỳnh Kiệt Food với Quỳnh Kiệt gì? Cảm ơn bạn nhớ vô ủng hộ subscribe mạnh mạnh nha các bạn. Bên anh Kiệt là chuyên về ẩm thực, nói chung là rất là bà bạc bài bản và nói chung là hay và đẹp. Đây anh Trường bữa nay đội nhà. Hello bữa nay chỗ ta giao lưu nói chuyện trước đi. Quá. Thì anh Trường với chương trình là cũng có dịp lên clip đi du lịch du lịch Mỹ Khánh và có những cái pha rất là thành công trong cái chuyện chạy xe trò chơi chạy xe trên cầu khỉ. Quá tay. Anh uống nước, anh còn cười nữa. Mình lận. Con gái rồi đâu dập. Cái này nữa nha. Anh
nói cỡ nào quá, em cũng chạy ra trường, em cũng chạy cái hình như nó té một lần ta, hai lần hay ba lần? Hai lần. Có hai lần à, lần thứ ba lúc lúc trên xe nói không? Này chạy ợt gì trời. Chê cầu gai ngắn quá nữa. Này hôm nay sẵn dịp giao lưu với anh Kiệt luôn. Anh Kiệt là anh em với anh Trường. À, anh Trường có anh em với anh Kiệt không? Mày nói rõ ràng chứ, mày nói anh Kiệt anh em với anh Trường không, người người ta nhà anh Trường bên đây là nhà anh Kiệt bên đây đúng không? Khác là nhà xa nhưng mà anh Kiệt là anh em với anh Trường, còn anh Trường là anh em với anh Kiệt. Mày nói cái đâu chưa rõ ràng. Đúng rồi. Phải không? Thiệt không? Đúng rồi, chính xác chứ buồn quá. Clip này tao đưa qua trên Hải miền Tây quá. Nè nè nè, em coi cái lon của mày nè. Mày nhậu 100 lần như một. Tăng. Tao xuống tao gót cho xào xào cho nè. Khó quá. Cho viên định khó quá anh Trường. Mấy hả? Cãi đi nữa có vợ là nó bớt lại. Tăng bớt lại. Vô. Chúc sức khỏe nha. Rồi. Tốt quá. Đang chim luôn hả? Không, em quay. Tối nay em làm lên luôn à, làm điện thoại luôn. Đâu mà anh Kiệt làm con dập cái anh Kiệt. Dập rừng Cà Mau các bạn. Mày từ từ thôi, chút xíu tao quay mày. Để anh Kiệt chứ đi. Tự thôi mày, tự thôi. Cắt gì thì thường thôi. Có cần kiếm cái gì đang đựng cái gì đó. Tự thôi. Tự thôi. Anh Kiệt làm trước đi. Cần các bạn ơi, em ơn Kiệt. Từ từ thôi. Ngọt. Ngọt rồi nó có đêm mở ảnh nữa thôi. Thơm ha, nó ăn nhát nhát nha. Rồi rồi mày mày vô cái đỉnh. Vô lên, ăn cái vỏ chứ. Ăn cái vỏ chứ. Ăn cái vỏ chứ. Húp nước mày. Dữ dằn. Con nghĩ rằng bếp ngon, ngon lắc đầu ăn. Ngon mà nó địt like không mà. Ngon mà nó kiểu này xuống không mà. Ngon người ta like lên. Đây vui rồi các bạn ơi, lâu lâu về đây để vô luôn. Wow. Chụp đồ bấy hảo quá ha. Bực lửa. Đâu là bỏ hành luôn nè. Còn cái dòng trong này thật sự. Đúng không?